Đây rồi nha mọi người. Ui, hàng rồi nha mọi người. Ui, bơ. Ui giời ơi. Bơ luôn anh em ơi. Lên. Hàng. Ui trời. Đây rồi nha mọi người. Ui, đóng. Ui, đóng anh em ơi. Hàng rồi. Hàng rồi các anh ơi. Ui, con cỏ to quá. Ui. Đi anh em ơi. Wow. Trình thì nó phải đạt gần như đầu bãi ngoài kia anh em ạ. Ở ngoài đấy em thấy nó có bạt rau muống. Cá nó bơi vào nó ăn nhiều quá anh em ạ. Rau muống thì nó không còn lá, nó toàn cái gốc ấy. Thế mà cứ thấy cá chúc trong đấy thôi. Thế mà ra em đánh. Ô mệt thở không đau hơi anh em ạ. Bây giờ phải cố ra tít ngoài kia. Chỗ đấy nó mới đẹp anh em ạ. Ngay đầu đèo vào. Đi. Thôi, nên được tiếp anh em nhá. Mệt cũng phải đi rồi. Hôm nay đi mà chơi cái quả này anh em ạ. Con ủng quá nhá. Nó vừa chống lạnh với hai là nó đỡ bẩn, đỡ trơn trượt. Đó, đi cái này cực kỳ tự tin luôn. Đất đỏ không để ý. Đất này nó trơn lắm, đi trơn trượt lắm. Trong đây rừng cây nó tùm xanh mướt. Hôm nay mưa cái trong cây cối nó xanh, nó sạch thật. Anh em nhìn chưa? Mưa rào anh em ạ. Đây có bông hoa đẹp chưa? Rồi, hoa đẹp chưa anh em này? Hành trình đi nó hơi còn mệt, em vừa đi vừa nghỉ các bác ạ, nó mệt quá, vừa đi vừa phải nghỉ. Rồi, cố thôi anh em nhé, ra điểm câu là nghỉ ngơi đốt lửa cho nó ấm, rét quá. Được, ui anh em ơi, vừa ở đây con có sộp to ơi to là cái đột phát em giật cả mình luôn. Cái hũng này hũng nó lâu năm rồi, là cá sộp ở đấy nó to lắm, nó đập cá con. Ui tí ngã. À, đây là cái vũng này. Cái này mà bây giờ có cần nua đây, nua chắc chắn chết luôn anh em ạ. Nó cái đột bắt đây. Ngay góc rồng muống anh em ạ. Đây rồng muống tí thừng nó lan xuống quá này. Không ngọn rồi, lan chi chít. Rồi, điểm đích đến của anh em mình không còn xa đâu anh em ạ, ngay đây thôi. Bờ kia rồi, cái đầu mép bờ to kia là ok. Đó. Không đoán rồi, thôi cố lên tiếp. Về chưa? Trong này cây cối tùm. Thôi ra đồ anh em nhé. Ra đồ đánh luôn nè. Này sẽ đánh vào cây 46T anh em ạ. Mưa quá. Vớt cái này cây đây đốt thôi. Đi giấy cho nó ấm. Nó nước quá. Nghe dụ ạ. Cây đây đốt tí lửa đây anh em ạ. Cho nó ấm. Cắm hồn lui đây. Này giờ không biết liệu có cháy rồi không. Đốt tí hờ cái tay nó ấm các bác nhá, rét quá. Này tay ướt bây giờ đốt có cháy không? Sấy luôn.
mang mấy mảnh giấy sửa ấm rồi anh em, vét là truyền phóng thơ rồi này các bác, đi áo nó còn ướt hết luôn đấy, thở ra khói hôm nay, thở ra khói anh em ạ. À đốt tí rồi trái này kẻ có đúng nửa đấy, làm con cá nướng đẹp quá tuyệt vời anh em ạ. Đẹp quá. Ủa, ấm thế các bác ạ. Này nó mà nằm một một đống củi không phải có con gà con gì đó lớn ở đây thì nó thật sự mấy anh em mà nó là phê như con tê tê. Chắc để buổi sau nhé, buổi sau em ra đêm làm luôn con gà nướng quay video anh em xem nó thích mắt nhé. Hôm nay đến mưa chỉ có thế này thôi nên đi mỗi mình không chuẩn bị được nhiều. Đây là, này tại này thế rét quá em mới mang ít giấy đi sửa chứ không bình thường nay đi chắc cũng chẳng cấm gì đi. Đằng sau cây cối nó mưa, nó mưa trông nó xanh mướt mà nó mưa anh em ạ, thích mắt quá. Đã cần thôi anh em ạ, nay em đánh bằng cần 46T, đánh bằng ngọn mềm anh em, đánh ngọn đài của nó này, đó, ngọn mềm này đánh cho nó phê. Đánh đài luôn, hôm nay không đánh lục đánh đài. Nhiều anh em cứ bảo là bác đánh đài đi xem cho nó thư giãn, nó đỡ tâm lý. Đánh lục nhiều bác bảo đánh nó, xem bác đánh nó tâm lý lắm. Kiểu những phát giật nó bất chợt đấy.
thử rồi nha mọi người. Ui đóng đóng đóng. Ui đóng đóng anh em ơi. Hàng hàng rồi. Hàng hàng được các anh ơi. Ui, con cỏ to quá. Ôi, đi anh em ơi. Wow. Bò luôn anh em. Ui chấm cỏ. Ui to chưa các anh ơi. Mày chạy đâu? Chấm cỏ. Ok, phê anh em ơi. Rồi, bò phát lỗi luôn. Con này 5 giây. Con này bò chưa đầy 5 giây anh em ạ. 5 giây. Ui, con này to quá ơi. Đứng. Bò chưa đầy 5 giây lên. Ủa thì cái vợt nó quẻ rồi anh em ạ. Rồi, ok, vào. Ok. Ồ, chúng ta có quả to rồi anh em ơi. Thế giờ ngọc trinh. Ai, có nhìn ai. Ồ, wow. Tuyệt vời. Ôi. Đấy, câu thế này các bác ạ. Thế chưa? Dậy cái gì? À, đóng ngay vào dọ anh em ơi. Khổ quá. Ôi, nó chết thích là... Thích ra ngoài, bục rồi. Kéo lên anh em nhé. Hình bóng và cắm cỏ về quá anh em ạ. Tay chân vẫn còn run quá ơi. Ui ôi. Công nhận đóng bằng quả lưỡi này mà xe cô ấy, nó chắc ăn các bác ạ. Phê quá. À anh em ạ. Đóng quả lưỡi phê chưa? Chắc ăn. Không sợ mất. Có tuyệt vời. Ra mồi anh em ơi. Cao quá. Vừa nó mắc vào mấy cái bụi cây đó, nó chặn cá chạy vũ trên này. Nó chỉ cần ngày thôi. Cứ vứt rồi nha. Rồi đạt.
Nó cắn ở đâu đi anh em. Mút anh em ạ. Ôi, chuột lóng vảy anh em ơi. Ôi, ôi, con này to cho anh em ơi. Này, nó mút, mút quá đẹp, lóng tóng thằng vảy này. Cái này mà lục thì lóng bóng con này. Nát người, lóng xuyên hai vảy luôn. Dã man thật, vảy to chứ. Tí thế. Hàng đấy chứ, hàng đâu anh em ơi, ôi, quả tiếc thế. Em giật quá cũng căng tay hết xin toàn vốn mắc cái cây cỡ đó. Mưa gió đó, anh em nhìn trong khung cảnh nó đẹp không, thơ mộng. Ngày xưa hồi bé bọn em hay chăn trâu bắt cái ở trong rừng lắm anh em ạ, những khu này xưa đi suốt ấy. Ngày xưa các anh ạ, như hồi bé của huyện là cũng rất là bạo, là những cái chỗ này là chui thẳng vào luôn anh em ạ, trong kiểu như là có cái có còng là mình cứ chui vào trong ấy. Chui nhiều lúc quen đấy, bây giờ đúng là cũng hại, giờ nó quá rậm rạp anh em ạ. Cái số hổ đó, cái này cái số hổ anh em ạ, cái ná là cái động nó cụp ngay, mà mưa giờ là bọn này nó không ngại rồi, tầm này mưa nó không ngại rồi, nó không cụp, bình thường là sờ cái này là nó cụp ngay. Phi ra ngoài kia xem có cái quả lậu ăn được anh em. Lậu mùa này là cũng quả cũng tương đối to đấy. Mới nó chín chưa? Đây đây có quả này. Ô độ. Ô đây đây quả nhiều luôn anh em này. Đây có nhiều quả to luôn. Ô trơn. Đây quả to luôn anh em này. Đó. Ôi giời ơi, ngon chưa các bác ơi, quả này. Quả này gần chín anh em ạ. Phê chưa? Đúng rồi, đang cần khăn nữa gặp anh đáy đường ở đây chứ đâu anh em này. Ồ, chín luôn. Phê quá. Ôi, về kia ăn anh em ơi. Thơm thế. Em vặt quả này em thấy nó mềm mềm, em nghi rồi. Ôi, nó chín thật. Này, mì ngon chưa? Đáng đi đang xăng này, vật được quả lậu chín, phê chưa bác này, quả này ăn ngon lắm bạn. Này lau qua thì ăn thôi anh em nhé. Đói thì gặp quả này, phê. Và ăn cái này cũng hơi bị nhão ruột đấy. Ngon lắm anh em ạ, ăn phê ớt được phê luôn. Cái này mà hôm nay có thấy sụ ớt nữa để chấm tuyệt vời anh em ơi, chín nứt nữa. Rồi. Quả này chín bừa tẩm ăn ngon quá. Các bác đang xem video này. Đây. Các bác đang xem video chắc phải chảy nước miếng rồi. Phê quá anh em ạ. À. Đây bữa anh em xem này. Đây nó ương ương anh ạ. Đến nét anh em xem. Đây nó ương ương, nó chín tới vừa tầm. Đấy quá nhìn rồi. Ăn ngon lắm. Phê. Kiểu như là nó chín tới ương ương bột tầm, nên là ăn nó còn nói là nó đỉnh anh em, ăn ngọt. Phê. Chua chua rốt rốt. Đấy anh em nhìn nha.
mất anh em ạ. Đây rồi nha mọi người. Ui, hàng rồi nha mọi người. Đây rồi nha mọi người. Ui, hàng rồi nha mọi người. Ui, bố. Ui, bố luôn anh em ơi. Lên. Hàng hàng. Ui, trơn. Hàng to rồi các bác ơi. Ui, chép cụ nha mọi người. Ui, chép to. Ui, bỏ lỗi luôn anh em ơi. Chép to quá. Lên, chạy đâu. Mày chạy đâu. Ôi, hàng cũng to chưa anh em ơi? Chép to chưa các bác? Úi xồi ôi. Về. Wow. Con này đã chưa anh em ơi? Úi xồi, nó dịt con này. Bỏ lỗi luôn. Chạy gì đâu. Con này to chưa anh em ơi? Úi xồi, nhìn phê chưa? Đã. Đấy, hàng nó thế này các bác ạ. Vào đây em ơi. Sớm đi rồi. Ôi, con này không to rồi. To rồi. Anh em bỏ con này mấy cân. Về chưa? Không hài nữa giờ chạy vào mắt. Rồi, riu lên anh em nhé. Phê. Riu phải vật các bác ơi. Cháu này trơn ngã con này. Ủa trơn. Trơn quá. Ủa. Ra vật anh em ơi. Lưỡi này có ngạnh giờ đóng vào đây thì mày cứ chạy vào mắt. Vào đây. Đấy không? Cậu mày lên bây giờ ở dưới này. Chiều ngươi anh à. Một phát. Vào luôn. Bó cá đẹp ngày trời mưa. Tôi thua bọn cái vật nhấc lên anh em nhé. Trời. Lại hàng to chưa anh em này. Có bảo con này mấy cân rồi đã chưa thì chắc nay ăn mới ngon anh em nhìn này. Phê nhỉ, con này om dưa thì tươi cú mèo bác ạ. Để cái lưỡi rồi em cỡ lưỡi đã. Không biết nào đóng vào đâu. Tuyệt cú mèo luôn. Để đóng ở đâu cơ. Nó hai lưỡi, một lưỡi của anh nhìn thấy một lưỡi đóng mồm, một lưỡi nó ngoắc bên ngoài này. Con này nó kéo khoai, nó vít. Bò lội luôn, đánh có thể bò luôn, nó sướng anh em, cảm giác đóng cá sướng nhất là bò. Ấy, đừng có dãy làm gì. Đóng cá sướng nhất là chỉ có bò mới sướng anh em ạ. Không bò làm sao mà sướng được. Đây, đóng một phát đúng rồi là bò ở đây. Đấy, ok. Đây, hai lưỡi. Toàn đồ săn hàng rồi, mày có chạy vào mắt, chạy như cuộn. Ai, anh em nhìn nhá, ngon chưa? Rồi cho rõ ra nhá. Ôi bạn ơi. Về quá. Cho túi anh em ơi. Về chưa? Ai, có nhìn cãi chưa? Rồi, lúc túi cho các ơi. Cho vào đây. Về mấy đội của anh. Tối nay anh sẽ cho mẹ om dưa. Một cách tuyệt vời nhất. Cái này là vành của nó bị hỏng rồi. Cái gì đâu. Dễ nhìn cuộn. Ôi giời, tuyệt vời. Tay anh em ạ. Cảm giác bò sống sướng thật đấy. Phải thế. Về như con tê tê. Trời mưa này đi đánh nó hay được hàng lắm anh em ạ. Nó không như là trời nắng nóng ấy. Cảm giác đánh trời mưa sướng nhất ấy. Nghĩa là khi nó mưa xong bắt đầu là nước nó đục nước ấy là bắt đầu cá đen mạnh anh em ạ. Kiểu như nó đen ấy phù du đấy. Em mà chỉ chọn những ngày mưa đánh là chính. Lúc đang mưa thì nó ít cắn. Lúc nào đang mưa ít cắn, sau lúc trời mưa bắt đầu nước nó đục thì nó lại cắn mạnh anh em ạ. Đặc điểm mà giống cá hay vậy. Đặc biệt là cá chép. Chép anh em cứ sau cơn mưa rào ấy, anh em đi thì cầu quên đời. Ôi, quên rồi, không để cái túi cá nó quẫy xuống anh em à. Nay tụ mất cả túi hỏng. Nhìn anh em nhìn chưa? Đấy, tụ mất cả túi. Đấy. Phê quá anh em ạ. À.
Hàng cũ to luôn. Phê con tê. Tôi kéo nó phải thế này anh em ạ. Sướng. À, đi lội đấy. Bờ sông một xước là cứ phải ra ủng cho nó ngon ăn. Mưa gió đỡ bẩn. Ô đây có cây gì đạp chưa anh em này. Hờ. Hoa đẹp nhỉ. Cái này cây gì rồi. Anh em biết đây cây gì không? Trông rất là đẹp luôn, mọc lá tươi tốt. Nhìn như gần giống kiểu như tua tủa như hoa màu gà ấy nhỉ. Không phải, cái này nó nhỏ hơn nhiều. Đấy. Bờ sông đi này cứ phải dày dứt đàng hoàng cho nó chắc cú, rồi trượt phát ngã cái này, hỏng hình anh em ạ. Đó, nhìn chưa. Thôi bây giờ khả năng là thu đồ về anh em ạ. Trời nó mưa, hôm nay nó mưa rét quá, thằng mày cá ngoan rồi. Hôm nay nói chung là được hàng vậy rất là sướng các bác, cảm giác kéo nó sướng. Bo luôn thì nó phê thật, nó đánh đã dần đi câu anh em, thì câu đánh cứ phải bo. Bo nó mới phê. Đủ tụt không. Anh em muốn sở hữu cái cần này thì liên hệ với em nhé, số điện thoại em để bên dưới đấy. Đây là hàng siêu xịn luôn, đánh cực kỳ sướng. Bật quá. Rồi, ngồi tụt tụt cả cái quần mưa. Trời trời lắm anh em. Rồi, xuống thu đồ về anh em ơi. Này còn cái chống cần này con này. Ủa, đi trơn lắm anh em ạ. À, chân tay đi trơn lắm. Cái nhỏ lên anh em nhé. Em cầm tay nó hơi rung đấy. À, ủa, vừa được về đây nữa. Rồi, thành quả của em hôm nay anh em ơi. Hàng to luôn. Về như con tê tê. Một chấm cụ tổ. Một chép cụ tổ nữa. Về chưa anh em ơi. Ôi dồi. Hai con này thì nó phải 8-9 cân hai con này anh em ạ. Như này hàng này có ok rồi. Về. To thế này cơ mà. Chép nó đẹp chưa anh em ơi. Chép đẹp chưa. Cho anh em chiêm ngưỡng. Này em đổ ra thì sợ nó chưa rơi, nó tụt nó rơi kia mất, không dám đổ. Để không tối quá cả. Đấy, anh em nhìn qua này có thấy phê không? Đấy. Đi câu nó như thế này thì nó mới là sướng anh em ạ. Con này có nha. 20 này. Găng em 20 này. 40 con này 60cm. Đấy. Bình thường nó quay này các bác nhìn có thể thấy nhỏ, phải đặt cái gì, cái rép cái hay là cái bao thuốc lá thì anh em mới thấy cái độ to của nó. Quá tuyệt vời anh em ạ. Mưa gió bây giờ nó mưa lắm mà cá lại không cắn nữa. Ôi đấy. Rồi, một con anh em nhá. Thấy chưa? Vào thùng, dẫy này. Con lai mới là bự các bác ơi. Wow. Anh em nhìn đã chưa? Thấy chưa? Con này phải 5 cân, hơn 5 cân anh em ạ. Hai bạn ba thùng.